Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mới về được cây hoa giấy cực kỳ khủng này nè. Đó, dáng bay cực kỳ đẹp. Em quay sơ, quay ngược ở đây lại giùm anh cái. Đó. Cực kỳ khủng này nè. Mấy đây là mấy cái sẹo xử lý rồi hết ha anh em. Anh em coi bộ đế nè. Bộ đế thì khỏi phải chê chỗ nào luôn đó. Cây này dáng bay ha. Đó. Đây, quay kỹ lên bộ đế cho anh em. Rồi quay sơ sơ nhẹ nhàng cái. Anh em xem bộ đế đi thì khỏi phải chê chỗ nào luôn á. Đế dữ lắm nè em. Quá khủng anh em ơi. Rồi, em đo nguyên cái củ cái này coi. Hoành củ coi. Cái củ này là 103 hoành. Đó, 1m03. Rồi, đo thằng chỗ này, thằng chính đó nè. Hoành của nó là 47, hoành thân là 47, hoành cũ là 103, chiều bay của nó là nhiêu? Bay cho cỡ 2 mét ngoài anh em ơi, 2m2 á, sát gốc luôn em. Cỡ nếu mà hết thước dây cũng cỡ 3 mét á, cỡ 2m5 đó anh em ơi. Rồi lấy tay đi em. Rồi quay sơ cái em. Đó, cây mã số là G1 nha anh em. Hoa giấy ha, cây rất là khủng nha anh em. Đó. Rồi cây này giao lưu với anh em là 9 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn anh em ơi. Đó, cây cực kỳ đẹp, cây đáng sưu tầm nha anh em. Đế quá trời cái đế nè. 9 triệu bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Có dáng bay rất là đẹp. Cây mã số là G1. Tiếp theo cây mã số G2 anh em, cây lài nha anh em. Đó. Dáng bay luôn anh em ơi. Cũng khá là đẹp, cũ cho bá lử nè. Đó, cũ dữ lắm, cũ nè. Rồi đâu hoành đi em, cái này nè. G2. Hoành là 16. Chiều dài cỡ 1m7 anh em ơi. Rồi mã số G2 cây lại sống khỏe thường chậu luôn anh em ơi. Bao sống luôn, bao ship luôn. Rồi cây G2 nha anh em. Rồi cây này giao lưu với anh em là 900k thôi, bao ship tặng nhà luôn. G2 900k. Rồi tiếp tục cây G3. Đó, cây này cây khi gần mà quá trời cây cũ luôn anh em ơi. Đâu hoành chỗ này em, cây cũ nè. Chỗ này nè, đúng rồi. Hoành nhiêu? Hoành là 44. 44 luôn anh em ơi. Cũ bệ đế lắm ha, chiều cao em. Cây đang kéo sẹo rất mạnh. Cao 45. Cao 45. Cây mã số là G2. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 2 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà. G2. Rồi tiếp tục cây G3 là cây ngâu, xù luôn anh em ơi. Đó, xù luôn nha, để khoan chỉnh. Đó, ngâu xù luôn. Rồi quay sơ sơ các em cho ta nhìn coi. Cây mã số G3, cây ngâu, ngâu xù luôn. Có đọt chủ khá là đẹp. Rồi, tiến hành đo hoành đi em. Đo nguyên cũ ơi. Rồi, đây rồi. 50. 50 hoành luôn anh em ơi. Chiều cao 45. 45. Cây ngâu mã số là G3. Nãy là cây G1, G2, G3 này G4 phải không? G4. Đó. Không, cây G1 là cây này nè. Cây giấy. Cái đó là G2. Rồi cây này G4 nha anh em. Cây ngâu G4. Cây này thì nó có một số cái sẹo chỗ này anh em ơi. Đó, nhưng mà lành hết. Sành hết rồi. Rồi cây này giao lưu với anh em 1.2 thôi anh em ơi. G4 1.2. Tới G3 đó anh Thông. Này G4 1.2. Rồi cây này cây G5. Đó. G5 nghe anh em. Đây là cây kim quýt. Đó, cây kim quýt. Quá trời thấy đẹp rồi. Rồi gần lại, gần lại chụp nền cái. Quá trời đẹp luôn anh em ơi. Kim quýt nghe anh em. Rồi bế nè. Đồ chỗ này nghe. Bao nhiêu?
27 của anh. Chiều cao. Cao 88. Rồi, quay sơ các em. Kim quýt. Đó. Cái mã số G5. Rồi cái này giao lưu với anh em là 2 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà. G5 2 triệu. Rồi, cây G6. Đó, cây này cây mai chú thủy nha anh em. Đó, mai chú thủy nu da đen ha, nu da đen lá lớn nha. Đó, cũ. Nó có cái cây ngoại đạo trong này thôi, nó dính cục chỗ này. Cái này cây gì vậy? Rồi, cây mai chú thủy nu da đen ha anh em. Cây này cốt bò chuẩn bonsai ha, đâu hoành đi em. Đây nè. Nó có dánh tử rất là đẹp nè anh em. 33 hoành. Chiều cao. Cao là 47. 47. Đó, cây mã số là G6 ha. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là rồi để cho anh em 800k thôi, để gẹt luôn, 800k bao ship tặng nhà luôn. Còn hai cây máy thủy nữa không? Rồi cái này là cây G9 phải không? G7. Cây này cây lộc vừng anh em. Quái dị cà na anh em. Cây lộc vừng đó. Quái dị quay quay sơ sơ cái nữa em. Đó. Nó quá chỗ này rất là đẹp anh em. Cây mã số G7 ha. Rồi đâu quanh chỗ này anh em. Lộc vừng rất là quái anh em. Bông rất là đẹp. Quái. 25 hoành. Cây đẹp, cây này cây không đẹp hung nhưng mà rất là quái ha. Chiều cao em. Cao 40. 40, cây mã số G7. Cây lộc vừng nha anh em, lộc vừng lá nhỏ xay bông lắm nha anh em ơi. G7, cây này để cho anh em là 700k thôi, để rẻ luôn. 700k bao ship tặng nhà luôn. Xuống luôn em. G7. Rồi tiếp tục cây G8. Đó, cũng là mai chú thủy nu này da xanh ha anh em, lá lớn. Cây này cốt cành cũng rất là đẹp. Đó, cũng rất là đẹp G8 ha. Rồi, tôi hoành đi em. Hoành nạc của nó là 42 hoành. Cao 49. Cao 49. Rồi quay sơ các em. G8 nha anh em. Rồi cái này giao lưu với anh em là rẻ thôi, 900k thôi, bao ship tặng nhà luôn. G8 900. G9. Này để rẻ cho anh em chơi anh em ơi. Rồi quay sơ luôn em. G9. Rồi đâu anh đi em. Hoành là 29. 29. Chiều cao. Cao 61. Chích hình chút xíu. 67. Rồi G9 đây cũng cây là cây cuối cùng. Rồi cây này em để cho anh em cũng 900k thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi xin chào anh em ha, hẹn anh em tiếp sau nha.